Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó là một câu chuyện kể về cá sấu bố và cá sấu con. Cá sấu bố thì rất là hung dữ và có hàm răng sắc nhọn. Cá sấu con thì cũng có hàm răng sắc nhọn nhưng chưa có to và dài giống như là hàm răng của cá sấu bố. Cho nên là cá sấu con không thể ăn được những đồ vật to. Còn cá sấu bố rất là to, nó thấy chưa? Răng rất là hung dữ đó. Cá sấu con là hung dữ. Cá sấu con thì nhỏ hơn cho nên là chưa hung dữ, đúng không? Thế là hai bố con mới nói chuyện với nhau. Cá sấu con ơi, này, hôm nay bố sẽ cho con đi chơi nhá. Nhưng con phải ngoan và nghe lời bố, nhớ không? Thế là cá sấu con nói là con nhớ. Con nhớ rồi. Thế là hai bố con cùng nhau đi chơi, vi vu khắp nơi, thì bỗng nhiên có một con cá. Này, hai bố con, cá sấu kia, hai người đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Thế là cá voi con, cá sấu con sợ quá, liền chui vào sau người của cá sấu bố. Thế là cá voi sát thủ vội vàng bảo là không được đến địa phận của ta. Đây là địa phận của ta, cho nên hai người không được đến đây. Thế là cá voi sát thủ dùng cái đuôi của mình khiến cho cá sấu bố và cá sấu con lăn quèo, lăn một chỗ, xong rồi hai bố con bị thương phải gọi xe ambulance tới. Ambulance là một xe cứu thương rất là thân thiện đến cứu hai bố con cá sấu. Hai bố con cá sấu ơi, các người bị sao vậy? Chúng tôi bị cá voi sát thủ đánh đến nỗi không đi được rồi, chân của chúng tôi đau quá. Thế là xe cứu thương vội vàng băng bó cho cá sấu bố. Băng bó cho cá sấu con nào. Băng bó cho cá sấu con, đúng rồi, băng bó vết thương. Thế là em Blanc mới nói rằng, này, bây giờ hai người không được đi vào địa phận của cá voi sát thủ nữa, nghe chưa? Đi vào địa phận đấy là sẽ bị ăn thịt đấy. Cho nên hai người phải ngoan ngoãn và chơi ở trong vùng nhà của mình thôi, nhớ chưa? Thế là cá sấu bố và cá sấu con vâng lời, đồng ý. Từ nay không đi lang thang, đi chơi la cà nữa. Hoan hô, câu chuyện của chúng ta hôm nay là hết rồi. Các bạn thích câu chuyện của bạn Bi thì nhớ like và subscribe kênh của bạn Bi nhé. Yeah.